Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng trên địa bàn thị trấn Liên Hương. Trước đó, Hạt Kiểm Lâm huyện Tuy Phong phối hợp với Công an thị trấn Liên Hương kiểm tra việc nuôi nhốt động vật rừng trái phép theo nguồn tin báo của nhân dân. Qua kiểm tra, Hạt Kiểm Lâm huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực lâm nghiệp đối với bà Trương Quỳnh Trân ở khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, với hành vi nuôi nhốt 45 cá thể cầy vòi hương. Qua xác minh nguồn gốc, 45 cá thể này có trọng lượng hơn 99 kg, thuộc nhóm 2B, trị giá gần 30 triệu đồng, không có giấy tờ hợp pháp. Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Trương Quỳnh Trân với số tiền 65 triệu đồng và tịch thu tang vật xung công quỹ gồm 45 cá thể cầy vòi hương theo quy định tại điểm B khoảng 4, Điều 21, Nghị định số 35, ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 07, ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Tuy Phong đang làm thủ tục sở hữu toàn dân đối với 45 cá thể cầy vòi hương trên để tiến hành thả về lại môi trường tự nhiên thích hợp theo quy định của luật lâm nghiệp.